Hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào em toàn thể tất cả anh chị thân thương trên kênh YouTube nha. Một buổi sáng đẹp trời trên Bảo Lộc cúp điện rồi anh chị ạ. Hôm nay Trần Anh tranh thủ làm lý cái hàng loạt xe bên em vừa về rồi anh chị ạ. Rất là nhiều nha anh chị nha. Bây giờ Trần Anh xin giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị một con Ford Everest đời 2005, máy dầu, máy 2.5 số tay, hai cầu cơ anh chị nha. Bản số 49E21687 nè. Ford Everest nè. Đã uống bia không lái xe, đó là mạc tem của con xe đã uống bia không lái xe anh chị. Phong dáng đây nè, đó phong cũ nha, con này sản xuất năm 2005, phong cũ có gân nè anh chị nè, đó anh chị thấy cái sọc gân chạy không? Con này giá bên em bán rẻ kinh sàn nhá, đến với tay người tiêu dùng luôn. Dòng xe máy dầu thương hiệu đến từ Mỹ anh chị nha, bốn cánh cửa rất là liền lạc, đó đồng sơn qua thời gian năm tháng, sơn rin trên hai mấy cánh gà còn nguyên bản anh chị nhá, cũng có vài chỗ sơn dầm nha, kẽn trước kẽn sau là có sơn dầm rồi. Bốn vỏ còn được 70%, bơm đút nguyên bản theo xe Ford Everest anh chị. Con này đăng kiểm đến tháng 3 năm 2020, cái này sơn là có bị chày nè, đó xe có sao thì anh quay chi tiết vậy nha. Còn những sóng gân là rất là liền lạc nè anh chị thấy không, cái nắp capo nè, sơn rin trên nắp capo còn nha, kẽn gió trước biểu tượng của Ford Everest nè anh chị. Đó, kẹn gió đó, biểu tượng của Ford Everest đây. Bản số 49E21687. Cùng đèn vuông anh chị nha. Này trên đây người ta dầm rồi nè, đó sơn dầm nha. Dầm nè đó anh chị ạ, dầm nè. Chỗ này sơn rin, chừng anh chỉ sơn rin nha. Đó, form dáng con Ford Everest đây. Máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Máy 2.5 mức độ tiêu hao con này nằm 7 lít trên 100 km thôi. Có xài cầu trước nữa anh chị nha, hai cầu, cầu trước cầu sau. Hoạt động ổn định. Đó, dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng giá hợp lý. Tết đến anh chị làm một con xe chở gia đình đi chơi nè, đi du lịch nè, đi du học nè, rất là ok luôn. Bốn cánh cửa nè, đã toàn bộ dán pin cách nhiệt hết toàn diện rồi. Đây là phần nội thất của con xe, tabi cửa nè, đó tabi cửa nguyên bản theo xe nè. Đó chị xem nè, phần keo chỉ nè, ghế này ghế nỉ nguyên bản theo xe anh chị nhá. Vô lăng nè, con này trang bị hai túi khí nha, vô lăng bốn chấu nè, trên tắp lô hay một túi khí nữa nè, là hai túi khí trợ lực lái rất là nhẹ nhàng, ngồi một chỗ xoay vô lăng thôi. Xe đang hoạt động rất là ổn định, anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Hai cầu cho anh chị nha, đây là hai cầu nè, đó anh chị thấy không, hai cầu, form dáng thon gọn. Dòng xe 7 chỗ tabi sau nè, nguyên bản cho xe hết, keo chỉ nè, không mất phân nào anh chị nha. Đó, keo chỉ riêng của phần con Ford Everest đó. Xe này anh chị thích rút hồ sơ cho anh rút hồ sơ cho nha. Đó, ghế nè, ghế là ghế này hết toàn diện nha, để cho anh vô phần nội thất cho anh quay cho anh chị coi nè. Đó, dòng xe 7 chỗ nè anh chị thấy không, ghế là không có mục mọt rồi nha, trần nỉ bọc ni lông cách nhiệt cột kèo nè, nguyên bản cho xe hết nha anh chị nha. Ta bị cửa nè, đó ta bị cửa nè. Đây là tổng quan phần táp lô của con Ford Everest nè, hai cầu nha, số sàn nè anh chị ạ, đó hai cầu số sàn, âm thanh nhạc nhóm máy lạnh chừng anh đang nóng luôn nhá. Mua về là anh chị chạy thôi, không phải làm thêm bất cứ khoản gì anh chị nha. Keo chỉ trong nách nè anh chị coi nè, đó riêng phần nách cửa nè, những cái đinh bấm đó rất là liền lạc, không có dấu hiệu là cứng đục. Tông vên con xe này nha. Nó quay chi tiết và quay cận cảnh cho anh chị nè. Qua thời gian năm tháng nè, nó có chày nè, chóc lớp sơn đây nè, còn gầm bệ trong bánh xe nè, gầm cao bánh lớn nha, đi siêu khỏe siêu trâu luôn. Đây là để anh vô, anh test phần máy cho anh chị coi nè. Đây là cụm thắng tay nè, cụm thắng tay nguyên bản theo con Ford Everest nha. Trợ lực lái ngồi một chỗ sau vô lăng nè, rất là nhạy, trang bị trên vô lăng nè, túi khí nha anh chị nha. Đây nè, trên táp lô nè, túi khí nè, đó nguyên bản chưa có dấu hiệu là bung nổ gì nha. Đó, không một xíu cứng đục anh chị nha. Cột trước của nó nè, trụ cột của nó nè, nguyên bản theo xe hết, những cái vân gai này trên táp lô nè anh chị coi nè, không dấu hiệu bị mài mờ luôn. Trang bị một cái nhạc CD nghe nhạc thôi nè.
Điều hòa máy lạnh đang mở nè. Mở phép có lạnh nè anh chị thấy không? Máy lạnh nè. Con này trang bị cùng đây ạ, để cho anh cài cầu cho anh chị coi nhé. Đây là cầu nè. Đó, cài cầu là hiển thị nè. Đây là cái mũi tên nè anh chị ạ, cái mũi tên nè. Cầu đã mở rồi nhá. Đó. Em đang xài cầu đó anh chị. Cầu đã có rồi nha. Hoạt động lúc hai cầu nè, đó, hai cầu đều mở hết rồi. Cầu trước nè. Đó, cầu trước đó. Đóng một phát hai cầu nè. Hai cầu đều hoạt động hết chứ. Đèn còi đầy đủ, không thiếu một cái gì. Cho nó qua luôn phần máy cho chị coi nha. Bốn vỏ đều như nhau à. Hôm nay trên Bảo Lộc bên em cúp điện rồi. Máy đang hoạt động rồi. Đây là máy nè anh chị ạ. Máy dầu nhá. Máy đang hoạt động rồi. Rất là êm ái luôn. Đó, máy đang hoạt động rồi. Qua đó, qua thời gian 5 tháng người ta có chỉnh lại cái mặt philep rồi nha. Chỉnh lại nha anh chị nha. Còn máy móc thì chưa bung nè. Ốc là mở, dấu hiệu mở ra để chỉnh lại rồi nha. Đó, xe có sao thì báo chuẩn vậy. Được cái chiếc máy còn rất là êm. Đây là những cái sóng lường nè anh chị coi nè. Không có dấu hiệu tác động tông va từ bên ngoài nha. Sóng dằn nè. Nguyên zin theo xe luôn. Đó. Sóng lường nè anh chị coi nè. Trang bị là cụm thắng ABS nha. Chống bó cuốn phanh nè. Đây là cụm thắng ABS nè anh chị ạ. Đó, cùng thắng ABS để chống bó cuốn phanh đó. Còn máy móc đem nó đây. Con này Trường Anh chưa đưa qua công nghệ tẩy rửa nha. Em đang clip xong rồi xíu nữa em cho tài xế đưa qua bên công nghệ để tẩy rửa làm đẹp em nó luôn nha. Đó, phong dáng con Ford Everest đó. Hơn 200 triệu anh chị có thể sở hữu được con Ford Everest đời 2005 phong cũ. Phong cũ là anh chị nhìn nha, từ đây này chạy xuống nè. Đó, nó có sóng gân ở giữa nha. 205, 206 đều có sóng gân. Bước qua 207. Cuối 207 là mất sóng gân là phong mới anh chị nha. Từ 207, 208 là một phong. Qua 209 là một phong mới nữa nha. Ra điện nha, qua 209 là ra điện nha anh chị nha. Đây là tài xế em vừa về con Nubira nó rồi đó, anh chị thấy con Nubira không? Đang chạy về đó. Xíu nữa anh sẽ đăng clip cho dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng. Nắp sau người ta đã trang bị một cái cản rồi anh chị không? Cản đuôi cá nguyên bản theo xe nè. Đây là đồ inox nè, tay nắm đồ inox nè. Người ta đã lên thêm một cái tay nắm đồ inox và vỏ nè. Vỏ Seco nè. Nguyên zin theo xe hết. Bản số là 49E21687. Tắp bi cửa nè anh chị ạ. Nó qua thời gian 5 tháng nó bị phai ở đây một xíu nha. Còn keo chỉ trong nách rồi không mất phân nào anh chị nha. Đó, dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng đó anh chị. Đó, đây nè. Tì cửa nè. Đây nè. Keo chỉ nó qua thời gian 5 tháng nó bị mất một phân chỉ ở đây nè. Đó, chị thơ nó mất nè. Nó mất một phân chỉ nha. Xe có sao thì Trần Anh quay kỹ và quay rõ anh chị coi nè. Đây nó không có phân chỉ nha. Còn từ trên đây đổ lên nè. Là chỉ nẻo nha. Còn nguyên nha. Đó, đây là những cái sóng lường nè. Anh chị thấy những cái sóng lường của xe không? Dàn lành nè, dàn lành âm trần nguyên bản đầu xe nhá. Đó, dàn lành nè. Hai dàn lành âm trần hết anh chị nha. Xin nguyên theo xe đó. Đó, chất xe nó chỉ có vậy thôi. Đó, phong dáng đó. Ford Everest nha, thương hiệu đến từ Mỹ luôn anh chị. Từ Mỹ sang đến 100%.
Sơn lên 100% hết rồi kia. Đại ca hôm nay đăng kiểm có làm không? Cúp điện thì nghỉ đi nhậu thôi anh ạ. À. Đó, phập diễn này. Đây là chiếc gầm bè này. Nhìn rất là chắc chắn nha. Đó, gầm bè đây. Gầm bè không có xíu là mục ngọt đấy anh chị nha. Gầm bè riêng cái dòng xe 7 chỗ này anh chị cứ yên tâm. Tàu sắc xi với lại dằn à. Thì sao mà có mục được. Anh chị nhìn không, những cái thanh đà của nó là rất là to, sexy không? Đây em quay luôn cả cái phần gầm máy cho anh chị coi nè. Gầm máy nè, anh chị coi phần gầm máy nè. Nó rất là khô réo. Xài hai lớp cầu kìa. Lớp trước nè, lớp trước lớp sau nè. Còn nguyên bản hết, zin hết. Đây nè, hai lớp cầu nè, anh chị thấy hai lớp cầu không? Lớp cầu trước, lớp cầu sau nè. Hai lớp đang hoạt động luôn nha, máy móc nè. Cực kỳ là khô réo. Đó, con này mua về anh chị chỉ việc chạy thôi. Đó, một lần nữa anh chị đã mua thì liên hệ trực tiếp với nhà anh ô tô. Một lần nữa chị anh xin cảm ơn ạ. À. Em xin chào và hẹn gặp lại.